không cần nói nhiều, chắc là mọi người cũng biết được rồi đúng không? Và cái đứa con của anh Toại đến bây giờ thì là con ai hay như nào thì như lần trước thì anh không hề giải thích cho mình hay là cũng không hề có gì nói, nên là mình cũng thôi cái đấy để tạm gác sang một bên. Tại vì nếu mà anh ấy đã xác định lo được cho cái đứa, cho cái con kia ấy, thì mình cũng kệ người ta, mình cũng không nói gì nhiều nữa. Nhưng mà thực sự đến như giờ phút này thì mình không biết là đầu óc của anh Toại là có những cái gì. Bây giờ mình rất là bức xúc, mình nghĩ ở trong đầu bây giờ không còn phải là đầu của một cái thằng tỉnh táo như hồi xưa nữa, mà giờ đầu toàn cứt mọi người, thật sự luôn. Là vì sao? Vì bây giờ cái chuyện lần trước lấy tiền của mình đã không nói rồi, mà đến bây giờ lại dám động vào quyển sổ đỏ, sổ đỏ đất của Tuyền với anh Diễm, của Tuyền với cả Diễm, thì mình không biết là đưa cho con trà xanh kia. Và bây giờ mình thật sự mình không biết là anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Đấy, giả sử như là sổ của bọn mình đã đành, sổ của mình với anh đấy thì ok, đấy thì cũng chỉ là qua loa thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ động vào đến kinh tế và đất đai của Tuyền với Diễm, sau này đất, số đất đấy là Tuyền với Diễm, cũng nghĩa là số tiền nó quá lớn đi, cả một mảnh đất để gọi là gì đầu tư cho vốn sau này đúng không mọi người? Mà động vào đến thằng vốn, thật sự mình là người làm bác thì mình có vốn như thằng nuôi con mình luôn. Mà bây giờ làm như thế này khác là giết cả nhà mình không? Thật sự luôn đấy mọi người. Đấy thì nói chung là bây giờ là không ai nói nổi nữa rồi. Mình thì càng không, bố mẹ mình cũng càng không, anh Tuyền thì càng không, không ai thể nói được rồi. Còn cả cái nhà này chắc là từ hồi bé bây giờ có anh Đạt là tại còn sợ mọi người, là không dám bật. Anh Tuyền thì còn dám đánh, nhưng mà anh Đạt thì không dám. Bây giờ mình sẽ quyết định mình sang phòng anh Đạt và mình nhờ anh Đạt can thiệp vào mình, hộ mình vào chuyện này. Để làm gì? Để đòi lại cái quyển sổ đấy về cho Tuyền với Diễm. Đấy, chứ bây giờ như này thì đến bản thân mình là bác, bây giờ bác là một thằng bác, là một người bác, mà lại cầm đất đi, lại cầm sổ đỏ đi đưa cho con khác, thật sự là mai sau lớn lên nó nhục nhã lắm mọi người. Người ngoài biết người ta còn cười cho. Bây giờ mình sang mình sẽ nói với anh Đạt để làm sao để anh Đạt dùng vũ lực tầm này, có đánh như nào mình cũng không thèm can nữa, thật sự luôn. Mà đánh cho tỉnh hộ thì mình cũng không thèm can nữa, nhưng mà chỉ cần vào cái quyển sổ đỏ về là thân thể sẽ là mình yên tâm. Xem nó bóng giờ lý gì
Bây giờ anh làm gì anh làm cũng được, cái nào anh cứ làm em không can nữa. Miễn sao nó khỏi cái kiểu sổ đỏ ra đây chứ mà. Kiểu như này thì chết tao đấy, tao không đùa đâu.
giờ lớn rồi nói mãi mà đến lúc